Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Mở đầu là những tin chính sẽ phát trong chương trình. Khai mạc Đại hội Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới thứ 8 tại Hà Nội. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nhân dân Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình, luôn hướng tới những giá trị nhân văn trong sáng và sẵn sàng ủng hộ những mục tiêu và các chương trình hành động của UNESCO. Giá vàng trong nước lại đạt đỉnh mới trong lịch sử, giá vàng với 47,5 triệu đồng một lượng ở phiên giao dịch ngày 19 tháng 8. So với đầu tháng, giá vàng SJC hiện đắt hơn gần 7 triệu đồng mỗi lượng. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 6 diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng dẫn đầu tham dự đã khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ cùng Trung Quốc và các nước ASEAN tham gia tích cực vào việc triển khai các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước tham gia. Một trận động đất ước tính ban đầu mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển đảo Honshu phía đông bắc Nhật Bản. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, lệnh cảnh báo sóng thần đã được đưa ra ngay sau đó đã được dỡ bỏ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8, Đại hội Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới thứ 8 đã được khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đối với phong trào UNESCO phi chính phủ khi lần đầu tiên Đại hội Thế giới của Liên hiệp các hội UNESCO được tổ chức tại một nước châu Á kể từ khi Đại hội đầu tiên thành lập tổ chức tại Sendai, Nhật Bản năm 1947. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự lễ khai mạc. Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới là một tổ chức tập hợp quần chúng và trí thức trên toàn thế giới, sát cánh với UNESCO, ủng hộ cho lý tưởng hòa bình cao đẹp và các tiêu chí tiến bộ của tổ chức UNESCO. Tại đại hội này, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại chặng đường phát triển của phong trào UNESCO phi chính phủ trên thế giới từ khi thành lập câu lạc bộ UNESCO đầu tiên vào năm 1947 đến nay. Phong trào UNESCO đã lan rộng khắp thế giới, hình thành một đại gia đình với mạng lưới lên tới 3.800 câu lạc bộ ở hầu khắp các quốc gia. Các hoạt động của các câu lạc bộ UNESCO đã vươn tới các nhóm người dân thiệt thòi nhất, thúc đẩy thực hiện nhân quyền, bình đẳng giới và phát triển bền vững, thúc đẩy các thông điệp về lòng khoan dung, đoàn kết và tôn trọng đa dạng văn hóa trong giới trẻ trên thế giới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nhân dân Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình, luôn hướng tới những giá trị nhân văn trong sáng và sẵn sàng ủng hộ những mục tiêu và các chương trình hành động của UNESCO. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của UNESCO trong nhiều năm qua. Chúng tôi đánh giá cao những tiêu chí tiến bộ và những khuyến nghị mang tính hành động do tổ chức UNESCO đề xuất đưa ra hướng tới việc giải quyết một cách hợp lý và có hiệu quả những vấn đề rất căn bản, mang tính toàn cầu, có ý nghĩa sống còn đến tương lai của toàn nhân loại. Chính phủ Việt Nam ghi nhận những chia sẻ và đóng góp tích cực từ phía UNESCO, đặc biệt trong các lĩnh vực về hoạch định chiến lược phát triển giáo dục, xây dựng các chính sách phát triển văn hóa, khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin, bảo tồn các khu dự trữ sinh quyền, trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các giá trị, công trình văn hóa vật thể và phi vật thể. Với tư cách là thành viên của UNESCO, nhiều năm qua Việt Nam luôn là một trong những quốc gia thành viên tham gia tích cực các hoạt động của UNESCO. Bên cạnh đó, Đại hội cũng chia sẻ sự quan tâm đến các vấn đề về thanh niên, giáo dục, phát triển bền vững. Cần phải thúc đẩy sự đóng góp của giới trẻ để họ có thể phát biểu và thực hiện các ý tưởng sáng tạo nhằm nỗ lực đẩy lùi đói nghèo, bảo vệ văn hóa và di sản, cải thiện điều kiện giáo dục và đẩy lùi mọi hình thức phân biệt đối xử. Bên lề đại hội, các đại biểu đã thể hiện sự ủng hộ với những mục tiêu của tổ chức UNESCO bằng cách cùng viết những ý tưởng và suy nghĩ lên một tác phẩm khổng lồ dài 120 mét. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 19 tháng 8, giá vàng trong nước tăng lên mức kỷ lục 47,5 triệu đồng một lượng. So với đầu tháng, giá vàng SJC hiện đắt hơn gần 7 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mốc chưa từng có trong lịch sử giá vàng. Lúc 15:30 tại Hà Nội, vàng miếng SJC được thông báo ở 47,05 đến 47,42 triệu đồng, tăng mạnh 500.000 đồng chiều mua và 520.000 đồng chiều bán so với giá lúc 12 giờ trưa. Giá vàng SJC chiều nay đang tăng nhanh theo giá vàng thế giới và đắt hơn hôm qua gần 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông hôm nay, cảnh mua bán vàng diễn ra thường xuyên và tấp nập. Giá vàng liên tục thay đổi, ai cũng vội và nôn nóng chờ giao dịch vì họ sợ giá vàng có thể tăng lên tiếp bất cứ lúc nào. Vàng là 47, bác nghĩ bác mua vào có bị lỗ không ạ?
bác không cũng không mua mà cũng không bán ra cho nên là cũng không biết lỗ hay là lãi, nhưng mà hôm nay là bác có ít tiền về hưu thế mới lại được mấy tháng lương hưu đấy, thế là bác bảo đi mua để dành thôi, chứ còn bác chả có bán ra mà bác chả mua làm gì hết. Thế bác muốn mua để làm đồ trang sức hơn hay là để dự trữ hơn ạ? Bác mua để làm đồ trang sức, đây bác mua cái này để trang sức thôi. Đó, bác mua trang sức thôi. Tại thời điểm 15:07, giá vàng dòng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng lên mức 47,50 triệu đồng trên một lượng bán ra, cao nhất trên thị trường vàng trong nước từ trước tới nay. Chênh lệch giá mua bán của thương hiệu này ở mức 500.000 đồng trên một lượng. Bên cạnh những người lo sợ giá vàng tăng cao mà đi mua vàng, thì có những người tạm hài lòng với giá kỷ lục hiện tại. Họ đi bán vàng vì đơn giản, so với thời điểm mua vào, họ đã có lãi. Mua vào là 38. Thế hôm nay vàng là 475, không nghĩ nó còn lên nữa không ạ? Cái đấy thì cũng không biết được, nhưng mà cần tiền thì đi bán mà. Cái chuyện đấy vàng anh để lâu rồi. Anh mua từ hồi bao nhiêu ạ? 337. Tính đến thời điểm chiều nay, số lượng người mua vào, bán ra không mấy chênh lệch. Nguyên nhân chính đẩy giá vàng thế giới lên cao là do Morgan Stanley đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay là 3,9%, giảm so với con số đưa ra trước đó là 4,2%. Tuy nhiên, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá hiện vẫn thấp hơn giá vàng trong nước 500.000 đồng trên một lượng. Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng năm 2011, trong đó kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng mạnh, còn nhập khẩu lại đang có xu hướng giảm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt trên 9,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2% so với tháng 6. Đây là tháng thứ hai liên tiếp kim ngạch xuất khẩu vượt kỷ lục giá trị thu về. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 7 cũng đạt trên 8,2 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ 4,6% so với tháng 6. Sau 2 tháng kim ngạch xuất khẩu tăng, trong khi nhập khẩu lại giảm, tình trạng nhập siêu liên tục trong hơn 2 năm đã chấm dứt ở tháng 7 với mức xuất siêu lên tới 1,1 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tính chung 7 tháng năm 2011, kim ngạch xuất khẩu đã đạt trên 52,5 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 57,92 tỷ đô la Mỹ. Những nhóm mặt hàng có kim ngạch tăng mạnh so với tháng trước chủ yếu là nông sản, dầu thô, dệt may, kim loại và thiết bị điện tử. Có 31 trên 48 nhóm hàng hóa nhập khẩu có kim ngạch giảm so với tháng 6. Trong đó nhiều mặt hàng giảm rất mạnh nên kim ngạch nhập khẩu tháng 7 giảm. Ngày 18 tháng 8 tại Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Dương và Đoàn Công tác Thông tấn xã Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm làm việc với lãnh đạo Cục Quan hệ Công, gọi tắt là PRD của Thái Lan, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Trong cuộc họp của Ủy ban Kỹ thuật chung lần thứ 8 giữa Thông tấn xã Việt Nam và PRD, Phó Tổng Giám đốc PRD Tirapong Sodasi đánh giá cao sự hợp tác về thông tin đang ngày càng được thắt chặt giữa hai cơ quan, nhất là từ khi Thông tấn xã Việt Nam và PRD ký MOU vào ngày 24 tháng 8 năm 2003. Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Hoài Dương cũng khẳng định trong 8 năm thúc đẩy quan hệ hợp tác, PRD và Thông tấn xã Việt Nam đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình và dự án trong lĩnh vực trao đổi thông tin, trao đổi chuyến thăm làm việc của các đoàn cấp cao và đoàn phóng viên. Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và PRD đã ký văn bản Letter of Transmittal, trong đó khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi thông tin ảnh, video clips và các dự án trong lĩnh vực liên quan. Buổi chiều cùng ngày, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Dương và đoàn đã đến thăm Đài Truyền hình Quốc gia Thái Lan, cơ quan truyền hình trực thuộc sự quản lý của PRD. Trước đó, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Dương cũng đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo của MCOT, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước về truyền thông của Thái Lan. Lãnh đạo hai bên đã bàn về khả năng trao đổi tin ảnh và sản phẩm truyền hình. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 32.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 52 tỉnh, thành phố, trong đó có 81 trường hợp tử vong. Bệnh đang có xu hướng tăng nhanh và diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, ngày 18 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ gửi công điện yêu cầu các bộ, ngành chủ động khống chế và ngăn chặn dịch bệnh tay chân miệng lây lan. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể xã hội của địa phương với sự tham mưu của ngành y tế, tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng ngay tại hộ gia đình, tại cộng đồng, đặc biệt là tại các nhà trẻ, mẫu giáo. Bộ Y tế chỉ đạo hệ thống y tế theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, không để dịch bùng phát. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện điều trị và giường bệnh, hạn chế tối đa biến chứng và tử vong do bệnh chân tay miệng.
Công điện yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị các cơ sở giáo dục trên toàn quốc phối hợp với ngành y tế trên địa bàn triển khai các biện pháp thiết thực đề phòng bệnh chân tay miệng trong mùa tựu trường năm học 2011-2012. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác giáo dục, truyền thông về phòng chống dịch bệnh. Để hiểu rõ hơn về công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại các địa phương, phóng viên truyền hình Thông tấn đã phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin ông cho biết tình hình của bệnh chân tay miệng hiện nay ở Việt Nam. Hiện nay là 20 tỉnh, thành phố, khu phía Nam đều có ghi nhận các cái ca tay chân miệng và có những địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, những tỉnh hầu như các xã phường nào cũng có cái trường hợp mà ghi nhận các cái ca tay chân miệng. Thế và một số tỉnh ở miền Trung, miền Bắc thì cũng đã có một số tỉnh như là Thanh Hóa, Hà Nội thì cũng có giải rác. Hiện nay là đối với bệnh tay chân miệng mà chúng ta chưa có cái vaccine để phòng bệnh và chưa có thuốc để điều trị đặc hiệu. Cho nên là việc để giảm các cái tỷ lệ mắc thì cái biện pháp rất quan trọng đó là các cái biện pháp cái thực hành vệ sinh chăm sóc trẻ của những cái bậc cha mẹ và những người chăm sóc trẻ. Đấy. Và cái đó nó liên quan đến vấn đề nhận thức của những cái bậc cha mẹ. Đó. Cho nên rằng là nó cũng rất là khó. Hiện nay mà nói là còn đang thiếu những cái biện pháp về hành chính. Hành chính để trong cái lúc mà chúng ta đang cần là phải đảm bảo các cái thực hành vệ sinh chăm sóc trẻ. Mà nếu mà chỉ dựa bằng cái tuyên truyền giáo dục không thì cái việc thay đổi cái nhận thức đó là phải đòi hỏi thời gian lâu dài. Thế nhưng mà bên cạnh những việc tuyên truyền nâng cao nhận thức thì cũng phải có những biện pháp buộc những cái người chăm sóc trẻ, bậc cha mẹ phải thực hành đúng các cái kỹ năng vệ sinh để ngăn ngừa cái việc lây lan của bệnh tật. Tại sao nhiều địa phương ở phía Nam không công bố dịch dù không thể kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh dẫn đến số ca mắc và tử vong tăng? Tay chân miệng là cái bệnh thuộc nhóm B và theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì đối với các bệnh nhóm B thì thẩm quyền công bố dịch thuộc về chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh và theo cái đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. Các cái biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế thì hiện nay mà nói nó vẫn còn có hiệu quả và đặc biệt là ở những cái địa phương mà có cái xử lý triệt để theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Nên như vậy là nó còn nằm trong cái tầm kiểm soát của địa phương. Thì chúng tôi cho rằng là từng địa phương một sẽ xem xét cái tình hình cụ thể, cái xu hướng diễn biến của dịch và đặc biệt là cái dự báo thì tới đây cái dịch nó như thế nào để mà đề xuất tham mưu với chính quyền địa phương là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cân nhắc và quyết định cái việc công bố dịch tại địa phương. Nhưng Bộ Y tế cũng có thể là công bố dịch trong trường hợp có từ 2 tỉnh trở lên đã công bố và xét thấy rằng tất cả những các cái địa phương đó đã công bố dịch nhưng mà những cái biện pháp nó đưa ra vẫn chưa có hiệu quả hoặc là có dấu hiệu lây lan rộng sang các địa phương khác thì Bộ Y tế có thể là công bố dịch và đề xuất với chính phủ tăng cường các cái nguồn lực cho cái việc dập dịch. Thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta biết rằng là các tỉnh cũng còn đang cân nhắc xem xét. Và chúng tôi được biết cho đến hiện nay là chưa có tỉnh nào công bố dịch ra. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với truyền hình Thông tấn.